Qua mấy chục năm chưa có một hôm đầu tiên thôi, chưa nắm tay. 38 tuổi chưa có, vậy là chưa có mối tình nào. Dạ, nhưng mà nắm tay cũng chưa luôn hả? Dạ ba. Đã làm cây dây thắt lưng phải. Chết rồi, mang vô là thắt lưng á, mang vô là thắt lưng á cưng. Thắt lưng đó, là hai gì ý nghĩa lắm, vừa thắt mà hai mẹ con ôm nhau một cái nè, biết đâu nè. Biết đâu bất ngờ dạ. Đi 5 vòng và anh yêu em. Đừng dạy mà yêu bọn IT. Chúng nó 35 đến lạ kỳ. Gặp nhau anh ý toàn năn nỉ. Em mở mã nguồn cho anh đi. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần hẹn hò. Xin chờ Cát Tường 30 giây thôi quý vị nha. Rồi mời em gái. Rồi, ghế bên trái luôn, ngồi xuống nha cưng ơi. Yeah. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Chào hai bạn. Dạ, yeah, em chào chị Cát Tường. Chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và quý vị xem chương trình. Em tên Công Nguyên, năm nay em 38 tuổi. Em nhân viên IT, sinh sống và làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Rồi, thế còn em gái. Dạ, yeah, em chào chị Cát Tường, em chào anh Công Nguyên, em chào quý vị khán giả. Em là Lê Thị Thanh, 35 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. Thì hiện tại thì đang sống ở chung cư Hương Ngân ở quận 12. Em đang là một kế toán viên. Ở quận 12 là ở với ai? Dạ, em ở với chị gái và anh rể của em. À, vậy điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cưng? Điểm mạnh của em thì em là một người năng động, hiền, biết nấu ăn. Em sống rất là tình cảm, sống có trách nhiệm với gia đình. Điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính một chút, không có thích sự im lặng của người khác. Còn bên mình? Dạ, điểm mạnh của em là sống có trách nhiệm, vui vẻ, hòa đồng. Vui, nãy giờ tôi chưa thấy vui gì hết. Cười lên cho nó vui, gì nữa. Điểm yếu của em là hơi trầm tính, ít nói. Không biết cách thổ lộ. Qua mấy chục năm chưa có một hôm đầu tiên thôi, chưa nắm tay. 38 tuổi chưa có, vậy là chưa có mối tình nào. Dạ, nhưng mà nắm tay cũng chưa luôn hả? Dạ ba. Không lẽ hồi đi học rồi không có thích cô nào, không có nắm tay cô nào đã? Chưa tới bước được nắm. À, chắc tại em nhát quá, chứ đâu phải nắm mà người ta không cho. Không có nhát mà chưa có kịp cơ hội nào để nắm được. Có thích cô nào chưa? Dạ có chứ, thích thì cũng nhiều lắm. Mà có nói với người ta là anh thích em, tôi thích bạn gì không? Thể hiện hành động đó còn chưa lỡ ngỏ lời đó. Thể hiện hành động mà sao không nắm tay? Sợ ta nói này nói kia. Sợ hoài, sợ thiệt luôn. Lần cuối cùng mà thích một ai đó là năm nào? Thích thì năm ngoái. Thích người ở sống gần khu nhà. Rồi có nói cho người ta biết là anh thích em không? Chưa nói. Cũng không luôn. Dạ. Hành động là hành động gì cho ta biết mình thích người ta? Chỉ nắm dẫn dắt người đó đi, kiểu nắm kiểu cổ tay thôi, chưa dám nắm tay thôi. Trời ơi, mắc mớ gì cái cổ tay xuống, cái tay có một chút rồi đây không kéo xuống vậy. Mới đưa đó người ta đã đưa ra ngoài rồi, không dám nữa. Đẩy ra rồi. Trời ơi, đôi lúc trong cuộc sống phải bạo lực một chút chứ. Người ta đẩy ra thì mình cũng phải nhào tới cái nữa. Nhiều khi người ta mắc cỡ, người ta đẩy ra vậy thôi, người ta đẩy ra nhưng mà người ta đấm cái nữa là người ta cho nắm. Dạ, nó kinh nghiệm gì hết trơn trời á. Dạ. Giống như kiểu là em bảo anh đi sao anh không đứng lại. Nhiều khi tới nhà bạn gái chơi mua đồ ăn, tới cái cổ nói hôm mai mốt anh đừng mua nữa nha, cái mai mốt không mua nữa. Dạ. Thật thà quá, trời tôi tức. Tôi nói mình đang giận muốn chết mà mình muốn người ta nhào vô người ta ôm mình cái là mình hết giận liền. Mà cứ đứng đó hoài, mặt thì cứ sụ xuống, thấy mình giận nó sợ đó. Mặt không nói được câu nào mà mình tức, mỏng lẽ mình nói chạy tới ôm tôi đi. Đứng hoài thì bên kia cũng im hoài thì mình bực. Một hồi mình quạo cái mình nói đứng im hoài sao về luôn đi. Cái đứng dậy quay ra đi về luôn, trời ơi. Thật thà thế rồi. Thật thà cái gì, cái đó mà gọi là thật thà, không có được. Không có được, nha. Dạ. Mạnh dạn lên. Buồn không? Dạ buồn chứ. Rồi mỗi lần thí dụ mình xem phim mà tình cảm đâu đó trong người mình nó có rạo rực gì không? Tới càng đó có quay đi. Tới càng đó có quay đi. Quay đi chỗ khác. Quay đi. Trời ơi sao mà nhìn mình thấy mình ước ngao không được làm cũng thế. Nhưng mà mình phải nhìn chứ. Mình nhìn mình mới có cái sự thôi thúc, mình mới là đủ cái gọi là cái quyết tâm để mà mình hành động chứ. Đó giờ có thích anh nào không? Dạ không. Chắc không? Chắc luôn ạ, chuẩn nam gì. Chuẩn nam luôn hả? Dạ. Nhưng mà xưa giờ coi cũng không dám coi, làm thì chưa dám làm, rồi bây giờ đã tỷ chứ có bạn gái có vợ rồi biết làm gì không? Tự động nó tới à chị? Sao tự động được, phải coi mới biết chứ không coi sao biết. Tự nhiên bản năng nó ra chị. Nhưng mà có coi không?
có chứ. Thấy chưa, có coi mà dám nói quay đi khác bớ gì. Sao nghe ảnh 38 tuổi chưa nắm tay, chưa có nụ hôn đầu đời luôn, em thấy sao? Em thấy thật quá chị. Mà em cảm thấy thích hay em cảm thấy ngại? Em thì cảm thấy một người đàn ông thì phải mạnh mẽ một chút, cá tính một chút, bản lĩnh một chút thì mới có thể bảo vệ được gia đình của mình. Mà dám thích một người phụ nữ thì phải nói lên lời yêu thương thì người ta mới yêu thương mình được. Đúng. Chỉ có người phụ nữ yêu nhưng làm sao có thể là cọc cái tình trâu được, đúng không? Đúng. Lời người đàn ông thì phải là nói ra lời yêu thương thì người phụ nữ mới cảm nhận được tình cảm người ta dành cho mình. Đúng. Và mới dám yêu người đó được. Mới dám trao thân gửi phận. Dạ đúng rồi. Chứ cứ âm im 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 ai biết nghĩ gì trong bụng. Dạ. Rồi mai mốt có chuyện gì đổ thừa tại em theo tu chứ tôi đâu có nói gì đâu. Dạ. Đúng không em? Dạ. Rút kinh nghiệm nha Công Nguyên. Dạ. Hiểu một cách sâu sắc và cải thiện nha. Dạ vâng. Chị. Tay lạnh quá trời, run quá mà. Tình trường em sao cưng? Em thì cũng có hai mối tình rồi chị, nhưng mà cũng không đi đến đâu cả. Một mối tình đầu tiên của em thì em khi em mới ra trường á, đó là một anh một đội. Thì em cũng yêu mới khoảng 2 tháng thôi. Anh đi nhận công tác ở Đắk Lắk. Thì anh lại yêu con của sếp ảnh. Thế là hai đứa rồi chia tay. Rồi. Sau 5 năm sau thì em mới bắt đầu quen một người bạn trai khác. Nhưng cũng chỉ trong vòng 1 tháng thôi. Tình yêu gì ngắn ngủi vậy? Thế là em cảm thấy cái người bạn trai này nó chưa có định hướng cho tương lai của hai đứa. Nên em mới thôi ạ. Có thể là một phần duyên nợ của em đang nằm bên kia hay sao? Cũng có thể, mình cuộc sống phải luôn luôn hy vọng. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Không có gầy, cũng không có mập. Mạnh mẽ, bản lĩnh một chút. Đừng có nhút nhát quá. Hiền thì đôi khi cũng rất là tốt. Nhưng mà cũng phải là mạnh mẽ lên thì mới là bờ vai mạnh mẽ để bảo vệ cho người phụ nữ được. Đúng, đồng ý. Bên đây chị thấy mọi thứ là ok, hợp chuẩn hết á. Chỉ có cái vụ hơi là nhát nhát đó đó. Dạ. Mới bắt tay mình cải thiện rồi nha. Dạ. Cố gắng. Thế em muốn tìm một người vợ trong tương lai là người như thế nào? Dạ, tìm một người trung thủy, không nói dối. Biết quan tâm lo gia đình. Rồi, gương nhìn được. Hai bạn có đem hình của mình theo? Dạ có, em có mang theo hình đây ạ. Cảm ơn em. Đây, có cô gái ấy rất dễ, có hai ba cô tự lựa. Trời sao mình lại đông vậy? Ảnh toàn núp núp ở đằng sau không à? Đó, mà đông như vậy đó, kiếm đi. À, em thấy có một người núp đằng sau rồi đó. Cái này. Ừ, hay quá, giữ nguyên hiện trường. Bên này rất đơn giản, không cần gợi ý. Đó, rõ luôn. Ai? Nhà mặc áo vàng đúng vậy. Áo vàng phải không? Rồi, để đó đi. Hãy nhìn nhau đi các bạn ơi. Xin chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Hy vọng là món quà này sau lần tập mặt này nó sẽ đi theo anh. Và mỗi lần anh sử dụng nó thì anh sẽ nhớ đến một người bạn gái ở phía bên kia trái tim ạ. Dạ, tặng anh. Cảm ơn em. Rồi ngồi xuống đi hai bạn. Món quà này là cái gì vậy em gái? Đó là một cái dây thắt lưng của anh. Chết rồi, mang vô là thắt lưng á. Mang vô là thắt lưng á cưng. Thắt lưng. Thắt lưng á, nó hai nhiều ý nghĩa lắm. Vừa thắt lưng là thắt em luôn. Mà thắt lưng buộc bụng là kêu em tiết kiệm để về nhiêu tiền đưa cho cổ hết. Ghê lắm. Cuốn sách nó ý nghĩa gì em? Sách tự gì vậy? Hấp dẫn bí mật tối cao. Luật hấp dẫn bí mật tối cao ạ. Tức là họ chỉ cho mình cách mình mong muốn điều gì mình sẽ thực hiện dần dần, nó sẽ tự động tới mình. Hoặc tránh những tiêu cực và mấy mình cuộc sống tích cực hơn. Dạ. Thế em mong muốn điều gì? Em bây giờ em mong muốn có gia đình. Thế thì em đang cố gắng thực hiện từ từ, đừng có tiêu cực ha. Dạ rồi. Bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn. Đây là món tôm sú rang muối Hồng Kông. Đây là món xôi bồ câu. Bây giờ hai bạn vừa ăn vừa trò chuyện với nhau thật là tự nhiên nha. Chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Rồi. Em mời anh ạ. Dạ mời em. Nhưng mà em ăn bên này góc cho. Dạ thôi em ăn bên này được rồi. Anh mỗi lần rảnh rỗi thì cuối tuần á anh làm những công việc gì? Anh làm IT nên về hướng về mặt kỹ thuật, nên là chỉ thích sửa chữa thôi. Cuối tuần là anh cũng đi làm luôn, không có thời gian đi làm sửa chữa vui hoặc đi sửa chữa đồ công ty mình thôi. Mời em nha. Dạ em mời anh. Dạ là anh cũng không có thời gian nào rảnh để mà đi chơi hay là đọc sách hay là cho những cái thú vui riêng của bản thân đúng không? Có thời gian mà quan trọng chưa có đối tượng để đi. Nếu có rồi thì anh muốn đi đâu? Đi thích đi xem phim, đi dạo chơi, đi đi các trung tâm thương mại, đi ngắm này ngắm kia. Rất là thích phong cảnh thiên nhiên đẹp. Em thích đi cà phê các bạn vào cuối tuần hoặc là đi mua sắm gì đấy. Anh gặp em thì anh cảm nhận thấy thế nào? Cái cảm xúc thật sự có trong lòng mình cảm ấy. Cảm thấy thì em không không
Công Nguyên ơi, tính. Mình lột con tôm đi qua bạn gái cho nó ga lăng, lấy hình cho nó đẹp thôi cưng. Dạ. Về cảm nhận của anh thì em thấy anh cũng là người có cá tính. Còn em thì em thấy anh cũng rất là hiền. Đúng rồi. Anh có sợ bị vợ ăn hiếp không? Em thì em không ăn hiếp vợ chồng, nhưng mà em thấy anh hiền có. Nếu như sau này anh lấy một người vợ dữ hơn một chút, người ta ăn hiếp anh, ví dụ bận quá anh ơi, anh vào bếp nấu cơm giùm em được không, anh có chịu không? Phụ vợ là chuyện rất bình thường bây giờ. Còn ăn hiếp, ví dụ ăn hiếp là kiểu ăn lấn át là thôi. Lấn át thì chắc là không có. Còn phụ vợ, mà... phụ gia đình là chuyện bình thường. Dạ. Nếu có việc thì đấy, là mệt mỏi cũng như là chồng nấu cơm, nấu nước hay dọn nhà thì chắc là anh cũng phụ đúng không? Đúng rồi, cái đó thì anh tự làm được. Dạ em xin. Tưởng tượng lột xong mới ăn chắc vui lắm. Em ở với anh chị thì anh chị nấu hay là em về em nấu? Hầu như là chị gái em nấu. Nếu mà anh chị bận thì em vẫn vào bếp nấu cơm anh. Một câu hỏi đặt ra về vấn đề lột tôm. Tại thấy em ga lăng quá con Nguyên. Bây giờ hỏi em nè. Dạ. Nếu như trường hợp mình đi ăn tiệc với bạn trai của mình. Dạ. Trong tiệc người ta đãi món tôm, trong bàn thì có 10 người, xung quanh em ngồi một bên bạn trai mình, nhưng mà bên cạnh cũng có một hai cô gái ngồi chung mà họ đi một mình. Bạn trai của em ga lăng và lột tôm cho mấy cô kia, rồi cũng lột tôm cho em. Em suy nghĩ như thế nào? Dạ em cũng rất là vui ạ. Dạ. Của em đơn giản vậy thôi hả? Vui thiệt. Rất là vui. Vui thiệt hay là em vui? Không sao, em nói thiệt. Em rất ít khi ghen những vấn đề đấy. Đôi khi là cũng phải đặt niềm tin ở người bạn của mình. Ôi hay quá. Ga lăng lịch sự. Thấy người ta đi mình không ai lột thì tôm phụ nữ khó lột. Đúng rồi. Cái ảnh lột gì đó là cái ảnh phân phát. Rồi cái nhiều khi tới em nó hết tôm. Đúng rồi. Ủa có luôn. Dạ không sao chị. Thì đó là hên xui à. Trùng hợp. Hồi đó chị có vậy mà chị bỏ cái anh kia đó. Là ảnh lột mà lột cho cô kế bên trước, rồi mới lột cho chị sao. Ga lăng trước hả? Là chị hai đứa về cái lộn. Cũng có thể ga lăng lịch sự, nhưng mà phải lịch sự với bạn gái trước. Thì phải lột cho chị một con trước cái đã, rồi mới lột cho thiên hạ. Chứ vô mà lột cho thiên hạ trước, rồi rủi như tới cuối hết con tôm rồi sao. Không phải là mình thèm ăn con tôm, nhưng mà mình phải trước tiên. Đúng không? Dạ. Trời, chị thấy em ăn con tôm nó chắc ngon lắm ha cưng. Đồ quá, không ai lột tôm chị ăn hết trơn. Thấy ngưỡng mộ ghê vậy đó. Dạ, cặp này tôi thấy là cũng được rồi đó nha quý vị nha. Nếu mà quen nhau bao lâu thì em nghĩ là tiến tới hôn nhân là hợp nhất? Dạ thì em cứ 6 tháng là vừa. Thì em nghĩ là cái khoảng thời gian nó cũng đủ để hai đứa hiểu nhau rồi. Nếu mà có tình cảm yêu thương thật sự thì cũng đủ để gắn kết yêu thương lâu dài. Đúng rồi. Chứ tìm hiểu lâu quá thấy cũng đâu có được gì đâu đúng không? Với lại mình có tuổi rồi, thanh xuân còn đẻ rồi này kia, còn con cái rồi nữa chứ. Quan trọng là cái tình cảm mình dành cho nhau thật sự như thế nào thì rồi. Chứ không phải là thời gian nhiều hay ít. Chính xác. Hôm nay em đi với ai? Có người thân dạ, không? Hôm nay em đi với mẹ em. Có mẹ hả? Dạ. Trời ơi, nãy giờ chị tố em quá, chắc mẹ em giận chị lắm nè. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với chị gái anh rể và các bạn của em, đồng nghiệp của em. Vậy hả? Đông quá, vui quá. Mời gia đình hai họ vô. Dạ, chào cả nhà. Nhà mình đông quá, nhưng em chào bên đây trước, bên đây phụ huynh. Dạ, con chào cô. Chào MC Cát Tường. Dạ. Hôm nay nãy giờ cô coi, cô thấy vui không cô? Nói chung là vui lắm. Gặp Cát Tường ở trong TV, nhưng mà hôm nay mới gặp Cát Tường trực tiếp. Dạ, nhưng mà nãy giờ cô chê con, cô chậm quá, cô chọc ghẹo em nó hoài. Cô có giận con không? Không, 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 không. Con vui rồi cô ha. Cô muốn làm cho chương trình Cát Tường là mạnh mẽ lắm đấy. Dạ. Hôm nay cô đến đây đúng là tìm con dâu. Dạ. Đây là một cái duyên thì mong hai con này cho nhau cơ hội. Dạ, nhưng mà cô có cái tiêu chuẩn nào cô lựa chọn, cô có cái yêu cầu gì không cô? Cô nhìn thấy con gái kia là cô ưng hết. Ưng rồi hả cô? Dạ. Con chào cô ạ. Rồi, cô chào con. Cô có khỏe không ạ? Dạ, cô vẫn khỏe. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô đã đến cùng anh và chia sẻ hôm nay đúng là tình cảm với con ạ. Nhờ bà Mai MC Cát Tường đã dẫn dắt hai con đến đây thì cô cũng mong hai con này cho nhau cơ hội để tìm hiểu tiến tới hôn nhân. Cảm ơn Cát Tường. Mà hai mẹ con ôm nhau một cái nè, biết đâu nè, biết đâu bất ngờ. Hay quá, cảm ơn nha. Rồi về vị trí đi cưng, giờ cô đứng đây nha để con qua phỏng vấn họ nhà gái đông quá.
Dạ ai là chị ruột ạ? Dạ em. Dạ em tên gì? Dạ em tên Lan, em là chị gái của Thanh. Dạ chị gái của Thanh. Vâng. Đứng gần chắc chồng rồi gì nữa. Đúng rồi ạ. Dạ. Thế hôm nay lắng nghe câu chuyện của hai em từ nãy giờ thì tâm lý là của một người chị gái ngồi bên dưới thì cảm xúc như thế nào? Em cảm thấy rất là vui vì chương trình tạo điều kiện cho hai bạn, hai em gặp nhau. Nếu có duyên thì hai bạn, hai em đến với nhau. Anh rể. Anh rể thay. Hai người đàn ông. Mong là đưa hai bạn tạo nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Sau này mà tiến tới được hôn nhân rồi phát triển nữa thì anh em mình có cơ hội. Hai anh em mình cùng treo. Cùng treo. Rồi hôm nay trời, tôi muốn tuyển em đi lấy chồng đó em, đi đội hình đông như là quyết tâm rồi đó. Dạ thôi thì cảm ơn gia đình hai bên nha. Và Tường cũng hy vọng là với cái sự ủng hộ của gia đình như thế này thì hôm nay là cặp đôi này cũng sẽ có cái cơ duyên đến được với nhau. Dạ cảm ơn cả nhà. Dạ con Cát Tường cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe. Dạ bây giờ hồi hộp lắm á, xuống coi cái đoạn kết á, đoạn kết của một cuộc tình. Vui quá ha, lâu lâu mình có gia đình đông đúc như vậy mình mới cảm thấy rằng là thật sự là quý vị khán giả rất là quý và rất là tin tưởng vào chương trình mà chúng tôi đang làm. Đã rất là nhiều cặp đôi đến được với nhau rồi, cho nên là tất cả mọi người tham gia chương trình với một cái thái độ, một tinh thần rất là nghiêm túc. Những ai đang còn ế, đang còn muốn tìm một nửa yêu thương của mình hãy đến gặp Cát Tường quý vị nha. Rồi, thêm một cơ hội nữa, anh này nhát quá. Cho anh có cơ hội tiếp xúc để mà chia sẻ được cái thêm cái tính cách của mình cho bạn gái hiểu hơn. Bóc một lá bài đi anh. Rồi, bọc lớn lên giùm Cát Tường. Thử tưởng tượng hai bạn đi lạc trong một rừng sâu. Đang trú trong một hang đá. Hai bạn sẽ làm gì cùng nhau trong đêm nay? Rồi, giờ tưởng tượng thử coi. Em trả lời trước nè. Đang bị lạc ở trong rừng á. Mà chỉ có một nơi cư trú là cái hang đó thôi. Thì em nghĩ là đêm dài lắm, đêm dài cũng không thể đi đâu được. Thì tốt nhất hai đứa sẽ trú ở đó để qua đêm, sáng xong sau trở về. Để cái đêm nó qua nhanh thì hai đứa sẽ trò chuyện sao để cho nó vui vẻ. Để cái đêm đó nó hấp dẫn hơn, vui vẻ hơn. Không còn cảm thấy sợ hãi như trong cái hang rừng có hai đứa nữa. Cảm giác như là cái đó là ngôi nhà của mình vậy. Ngôi nhà của mình, vậy là ngủ chung đó. Không phải là ngủ chung. Chọn gì nữa? À thức chung. Thức chung. À thức chung. Còn thức làm gì? Đố ai biết. Dạ. Còn có Nguyên. Em thì trước tiên là mình đàn ông mình phải gọi là làm sao cho hai người an toàn chứ các bạn. Sắp xếp mọi thứ có cái chỗ nghỉ ngơi cho nó đàng hoàng. Hai người bắt đầu ngồi tâm sự với nhau đó. Chà hay ha. Bởi vì đàn ông nó khác phụ nữ, mình thì hơi lãng mạn rồi mình tính cái gì đó. Nhưng đàn ông rất thực tế. Đây là bờ vai vững chắc, chậm nhưng mà chắc. Là phải lo cái an toàn trước tiên, rồi lúc đó mới lo tới cái chỗ nghỉ ngơi. Rồi ổn cái chỗ nghỉ ngơi rồi lúc đó mới ngồi tâm sự. Chưa có quan sát chung quanh, chưa biết ổn không mà lo tâm sự rồi. Thấy không? Rõ ràng là nó sâu sắc hơn. Đúng không em? Được. Rồi mời em gái. Bạn nam bế hoặc là cõng bạn nữ 5 vòng và nói to anh yêu em. Mời em 5 vòng đấy vậy. Đúng rồi, hay là em muốn cái vòng ở sân vận động, chị về máy ở sân vận động quay. Đứng lên và qua xin phép bạn gái. Rồi, thử sức đi, thay vì là hít đất. Bé em nha. Dạ. Rồi, váy dài rất là ok, tuyệt vời. Đi 5 vòng và anh yêu em. Chà, 5 vòng hơi đuối nha quý vị. Vỗ tay ủng hộ phía dưới bà con ơi. 1 vòng, anh yêu em chưa? Anh yêu em. 1 vòng, 5 vòng nha cưng. Có vợ hay không là giờ cái phút này đó. Ở dưới nhiệt tình lên trời ơi. 2 vòng, trời anh ơi. Anh yêu chắc... em. Mình có thể tha không? 3 vòng không? 5 vòng đuối rồi nha. Anh yêu em. Anh yêu em mặt méo xẹo vậy. 3 vòng. Lẽ vừa đi vừa hát nữa đó. Dạ thôi cho anh. Cố lên. Rồi anh yêu em. Anh yêu em, cố lên. Vòng cuối rồi. Cố lên, đã với anh rồi anh tôm mà. Rồi anh yêu em. Rồi anh yêu em. Dạ bên anh đó. Anh thở đi em. Xỉu chưa? Dạ sắp xỉu rồi. Rồi về về ngồi đi, mặt tái hết trơn vậy cưng. Đó là một cái sự va chạm, va chạm rất là rất là nặng đấy. Có thể là có truyền được nhau cho nhau một cái điện gì rồi đấy. Và bây giờ là lúc quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Ủa rồi cái miếng giấy gì trong túi áo vậy? Dạ, miếng giấy về tính đọc thơ về ngành nghề của em nè. À đọc thơ về ngành nghề của em rồi tính chừng nào đọc?
Bây giờ đọc luôn đi em, chứ bấm nút rồi còn thời gian đâu nữa đọc. Rồi mời em. Đừng dạy quen bọn IT, chúng nó khô khan lãng mạn gì, viết thư tán gái thì kinh dị. Chúng viết bằng ngôn ngữ gì, ngôn ngữ C. Đừng dạy mà yêu bọn IT, chúng nó tài năng mỗi tội kỳ. Bạn gái chúng đòi đi đăng ký, bẻ khóa được rồi đăng ký chi. Đừng dạy mà yêu bọn IT, chúng nó 35 đến lạ kỳ. Gặp nhau anh ý toàn năn nỉ, em mở mã nguồn cho anh đi. Dạ rồi. Ta chuẩn bị bấm nút. Mà ổng biểu đừng có yêu bọn IT. Dạ, câu cuối chị, câu cuối đúng không? Câu cuối mới hay ha. Rồi, đủ lớn, đủ hiểu, đủ sự tinh tế, đủ cảm xúc để cảm nhận được. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chúng tôi chỉ cho các bạn cơ hội, nắm bắt hay không là quyền của các bạn và phải chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao em không bấm? Dạ em thấy bạn nữ rất cá tính. Bạn lúc em bạn có nói là thích bạn trai và là mạnh mẽ, với em là hơi hiền. Mạnh mẽ và hiền nó khác nhau. Tại vì em hơi hiền, không có mạnh mẽ để gọi là cho bạn ấy tựa vào. Trước khi nãy bạn nó có hỏi là anh là người có về có bị vợ bắt nạt hay không á, thì em thấy cũng hơi lo sợ. Và cả cuộc đời em đã cứ sợ rồi. 34 cái xuân xanh đã trôi qua vẫn cứ sợ. Tại sao không thử cho mình một cơ hội? Đó chỉ qua là những cái câu nói, những câu hỏi để mình hiểu được nhau nhiều hơn thôi. Chị nghĩ rằng cá tính tạo nên số phận. Tại vì em như vậy cho nên đến giờ này em vẫn chưa có một cái tình cảm, một cái kinh nghiệm nào. Chị không phải là chê em, chị cũng không chỉ trích em, nhưng rõ ràng là cái kinh nghiệm trong tình yêu em không có. Và thật sự biết mà không nói, biết mà không nói mới là cái tội. Chị rất là thẳng thắn, chính em mới là cái người làm mất những cái cơ hội của mình. Nên bữa nay chị cố tình chị ráng giúp em, chị mong muốn là em cho mình một cái cơ hội. Nhưng mà thôi, chị vẫn tôn trọng cái người tham gia. Tường buồn quá à, nên Tường muốn chia sẻ cảm xúc với cô một xíu. Mẹ thấy bạn gái này dễ thương mà mẹ cũng ưng ý. Thôi thì con cứ... Nói chung hai con này cho nhau cơ hội cứ tìm hiểu. Mình còn tìm hiểu nữa cơ. Nhưng mà bây giờ bạn ấy đã bỏ cái cơ hội này rồi ạ. Bây giờ mình chỉ nói con để con rút kinh nghiệm mà những lần sau thôi ạ. Cô hơi buồn. Cô mong muốn là hai con cứ bấm nút để cho nhau cơ hội. Mình chứ còn tìm hiểu nữa cơ mà. Chứ đâu có phải lấy ngay đâu. Dạ thôi thì đó, chị cũng rất là thương em. Và Tường cố hết sức để mà vung vén cho các bạn. Nhưng mà vẫn tôn trọng các bạn nha. Thôi mời em đứng lên. Mời em gái. Dạ. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, nhưng mà với một cô gái tự tin, bản lĩnh, giỏi giang như em, chị tin chắc chắn rằng là không xa em cũng sẽ tìm được một người đàn ông đủ bản lĩnh để mà có thể hiểu và chia sẻ và đồng hành cùng em. Dạ em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Có thể là hôm nay duyên chưa phải với mình, nhưng mà cũng một món quà của chương trình dành tặng cho em nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Sau khi mà anh bấm nút, không bấm nút ý, mẹ anh ấy lên và nói tình cảm, mong muốn là anh ấy sẽ bấm nút. Chị cảm thấy thương bác vì bác cũng có một chút tình cảm dành cho chị và mong muốn là anh có vợ, gia đình. Cảm nhận thứ nhất là mình cảm xúc đầu tiên, chị chưa để mẹ gì nhiều rồi. Mình có chị có gì nhiều, thông tin nhau thì đã thấy chưa có sự chú khắc mấy. Cô mong để nói cho mẹ như bạn gái đấy là cô ơn. Nhưng mà chắc là theo con cô, theo cô nghĩ, chắc là nghĩ là nhiều tuổi. Vì bây giờ nhà cô có mỗi đứa con trai mà lại là thuộc họ, cho nên là muốn lấy đi người trẻ trẻ 92, 93 hoặc là 94 đấy, đảo lại đến 89 đó, để còn sinh nở như thế. 85 thì sợ nếu mất về thì không đẻ được. Nói chung là thế đó, cô tâm sự thật đấy. Nhưng mà cô ơn cô này đúng không? Cô ơn cô này, chung là được. Bác cũng rất là thật lòng, nhưng mà cũng không thể trách anh được, vì đấy là tình cảm thật sự từ trái tim của anh, và chị cũng không muốn ai yêu chị không thật lòng. Thầy cô không bấm nút làm cho con đâu. Tại con không được vô.
rồi, con chúc bác và em sức khỏe. Cảm ơn bác và em đã đến tham gia với chương trình. Cảm ơn Ôi, kính thưa quý vị, buồn quá. Hôm nay tôi thấy bà con hai bên đông đúc. Tôi tưởng đâu chuyến này thắng lớn được ăn cái đầu heo rồi. Nhưng không được quý vị ơi. Thôi, vẫn một câu nói cũ, mình phải luôn tôn trọng ý kiến của những người tham gia chương trình. Bởi vì mình không phải là họ, nên mình không thể quyết định được hạnh phúc và cuộc đời của họ quý vị nha. Cũng mong rằng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng đồng cảm với quyết định của hai bạn ở đây. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Em nấu ăn thì không được ngon cho lắm, chủ yếu là biết nấu ăn là món luộc là chính rồi, và luộc trứng là món chính. Dạ, em từ đó giờ chưa có tình trường nào hết vậy. Chưa được mối tình nào gì? Hết. 34 tuổi luôn không có mối tình nào. Dạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta lại có một cuộc hò hẹn của một cặp đôi. Họ chưa biết nhau, họ chưa từng thấy nhau, nhưng ngày hôm nay biết đâu họ sẽ ra về tay trong tay cùng nhau quý vị nhé. Rồi, chào bạn trai. Dạ, chào chị Cát Tường. Ok, tại vì không biết bạn lớn hay nhỏ nên không biết là kêu bằng anh hay bằng em. Đợi từ từ xíu nha. Rồi dạ. Tiền ra mời bạn gái mình vào rồi mình sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay ha. Vâng. Rồi, nhớ đây rồi, mời vào đi cùng. Rồi, mời hai bạn chúng ta có thể mở mặt nạ ra. Bây giờ bạn trai giới thiệu lớn lên cho bạn gái bên này biết. Dạ, chào chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Lâm. Năm nay 35 tuổi, quê em ở Hà Tĩnh. Nhà em ở Gia Lai và hiện đang làm việc ở Bình Dương. Em đang phiên dịch tiếng Hoa ở xưởng. Giới thiệu với em, đây là nhà hàng của người Hoa luôn. Đâu giờ em giới thiệu thử một câu tiếng Hoa về bản thân mình, chị nghe thử coi. Ủa chư chị chia sao y sao, ủa sư đoàn oan lín, ủa chinh thên tị sư lại chưa bên. Là gì? Nghĩa là em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Lâm và lần đầu tiên em đến ở đây. À, rồi mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào chương trình, chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thanh Thúy, năm nay em 34 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Ừ, vậy hả? Bình Dương luôn hả? Bình Dương đoạn nào? Coi có gần anh này không? Dạ, em ở dưới thị xã chị, ở xã Vĩnh Tân á chị. Dạ, em ở thị xã Tân Uyên. Dạ, ừ, gần nhau anh gần ơi. Gần nhau đúng không? Dạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em làm kế toán chị. Nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà em có bốn anh chị em. Có gia đình hết chưa? Dạ, có hết, còn em còn chưa. Còn mình em phải không? Dạ. 34 tuổi rồi tôi biết, còn có mình anh à. Rồi ở nhà có hối dữ lắm không? Dạ, có chị. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui tính, hòa đồng. Và điểm yếu thì là em nấu ăn thì không được ngon cho lắm. Chủ yếu là biết nấu ăn là món luộc là chính rồi. Và luộc trứng là món chính. Chắc dạ. Sống với ba mẹ là ba mẹ làm hết chứ gì. Dạ đúng rồi chị. Bởi vì vậy. Rồi nhưng mà mình có dọn dẹp phòng ốc, nhà cửa gì không hay là mẹ luôn? Dạ mấy cái đó thì là em đi làm thì cuối tuần là em sẽ chịu trách nhiệm về phần đó. À, dọn dẹp chịu nhà cửa. Trách nhiệm hả? Rồi mình có cái khuyết điểm gì nữa không? Em thì hơi khó tính một tí, với lại nóng tính nữa chị. Mấy cô chưa chồng đó là khó tính đó đúng không? Em có nghĩ vậy không? Tại vì cái bản tính của mình nó vậy rồi chứ không phải chưa chồng là nó khó đâu chị. Khó từ hồi trẻ luôn đó hả? Dạ. Okay, vậy điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, có cái đặc biệt gì nữa không? Quạt bát, nhanh nhẹn nữa chị. Thôi vậy được rồi, thế còn mình? Điểm yếu của em là kém về bên văn nghệ. Với bình thường hơi trầm một tí nhưng mà khi vui là rất là vui. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn và sống tình cảm, sống có trách nhiệm và dễ hòa đồng, dễ gần. Mình có tật xấu gì không em? Tật xấu thì em nghĩ là chắc do mình sống vui với bạn bè nên là nhiều khi ví dụ như có một cái cuộc gì đó mà vui thì mình hay vui hết mình. Chơi là chơi tới luôn đó phải không? Chơi quên đường về luôn đó phải không? Vẫn nhớ đường về chứ chị. Thế về tình trường thì sao? Dạ, tình trường thì em trải qua 3 mối tình, mới đây nhất là cách khoảng 3 năm. Mối tình này thì quen có được 2-3 tháng. Rồi sao chia tay? Dạ vì hồi đó em ở Gia Lai và bạn ấy ở dưới Bình Dương nên hai người nói chung bạn ấy cần một người ở gần mình hơn. Cho nên chắc có lẽ chị hiểu tại sao là chương trình lại ghép đôi hai bạn, chắc là lại gần nhau. Đẹp trai cao ráo mà có 3 mối tình thôi hả? Trong chuyện tình cảm em nó lận đận nên là nó chỉ vậy thôi. Mà có nhiều phụ nữ theo không? Dạ cái đó em không biết. Có bạn trai để ý mình không? Cái đó không có. Chứ tôi thấy cái style này là mấy anh cũng mê lắm nè. Không có chị ơi. Em ở trên Gia Lai mà con trai thích con trai nó ít lắm. À vậy hả? Vậy từ hồi xuống dưới Bình Dương? Ông thành phố thì bảo con trai thích con trai chắc nhiều. Bình Dương thì không, em không có ai. Không có ai. Là hiện tại giờ là ở không 3 năm nay rồi. Vẫn có tìm hiểu một vài mối tình nhưng mà nó không thấy hợp thì nên hai người không tìm hiểu nữa. Thế còn em gái tình trường của mình sao? Dạ em từ đó tới giờ thì chưa có tình trường nào hết chị.
chưa được mối tình nào. Cái gì? 34 tuổi luôn không có mối tình nào? Dạ. Lý do? Em cũng không biết lý do sao, nhưng mà em quen không có được, giống như là không hợp sao chị. Mà có quen không? Ngắn ngắn cũng được, có mối tình nào ngắn ngắn chưa? Người ta có để ý thôi, nhưng mà chưa có phải là tỏ tình chính thức nên chưa gọi là mối tình đâu chị. Có nghĩa là người ta không tỏ tình với em? Dạ, ta chỉ để ý mình vậy thôi. Mà em có để ý ai không? Dạ chưa. Dạ chưa. Sao em không để ý ai rồi mình tấn công đại luôn, mình tỏ tình luôn? Tại em mới để ý cái người ta bỏ người ta chạy hết trơn. Em làm gì người ta mà mới để ý mà người ta bỏ người ta chạy? Vậy em chưa làm gì luôn á, mới nhìn em thôi là họ chạy rồi. Mà em làm sao em biết người ta để ý mình? Người ta sẽ nhìn mình hoa là bằng ánh mắt chứ chị. Mình thấy mình cũng biết. Có ai quan tâm chăm sóc em gì đặc biệt hơn xíu chưa? Có lần là cái anh đó có hỏi thăm qua lại, có nhắn tin hỏi thăm qua lại, điện thoại qua lại. Xong cái hôm đó em cũng hơi bệnh, cái anh nói bị sao, nói bị cảm, cái anh mua thuốc cho uống. Ừ đó, mà sao không tiến tới, không được. Có sao, cái xong giờ anh đó mời đám cưới luôn. Nghe bạn gái chia sẻ em thấy sao? Không, em thấy bảo tự nhiên anh ấy cười luôn nên em thấy buồn cười thôi. Rồi sao mà em nói sao, em làm gì mà em nói người ta nhìn thấy em cái là người ta chạy? Không biết sao chứ cái anh cũng có một người khác nữa cái mà nói trực tiếp với cái chị giới thiệu á, nói nhìn bé đó dữ quá, thôi em cũng không biết sao luôn. Này em có thấy em dữ gì không? Dạ không, em thấy em hiền lắm chị. Chị thấy em có dữ không? Nhìn thôi mà thấy em dữ rồi đó. Không, tại vì phụ nữ nhìn phụ nữ nhận xét không có đúng thôi. Để lát nữa mở tấm màn ra rồi để bạn trai nhìn em coi có thấy em dữ không nha. Dạ. Rồi thế bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn bạn trai là phải cao 1m7 trở lên, người vui vẻ, hoạt bát, người phải biết hát. Mà em thì em không biết hát. Chị nghe không biết hát, bắt người ta biết hát. Dạ chị hát thì phải hát, em là không biết hát thì người bạn em phải biết hát em nghe. Thì lát với lại tối hát nghe. Trời tối gọi điện thoại hát em ơi, tối hát chi em ơi. Gọi điện thoại hát nghe chị, vui lắm. Gọi điện thoại hát nghe nữa hả? Dạ. Vậy chắc u em lạ quá cho nên mấy anh kia anh biết anh sợ anh chạy nè, chứ không phải là do là nhìn em mà giữ mà người ta chạy đâu. Mặt hiền khô giữ gì đâu. Đâu đưa mấy cái hình em coi. Rồi. Tìm đi, cổ ở trọng đó, coi cô nào nhìn dữ chạy luôn đó. Còn em nhìn... muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào, em nói đi. Anh ơi, anh nhìn bạn nào mà dữ nhất á Nhật anh. Dữ nhất hả? Dạ đúng rồi. Coi chừng trong này nè, cô nào cũng xinh mà. Bốn anh này có một anh đó, tìm đi. Đoán đi. Em cho gợi ý em ơi. Cho ảnh một cái gợi ý coi nè. Mặc quần đen áo dài tím anh. Rồi. Em gợi ý khôn quá. Vậy anh cho em gợi ý bên đây đi. Em mới tìm ra được. Người hơi cao một chút. Anh đừng nói mà ấu khung nha anh. Bốn anh nào cũng thung. Anh ơi, ở trong đây cái hình bốn người này có người nào khác biệt nhất hả anh? Nhìn vô mà chạy liền hả? Sao tôi nhìn không ra cổ luôn ta? Rồi tìm ra chưa? Hết giờ rồi nè. Đâu? Cổ đâu? Chắc là... Cô nào? Cô này. Rồi giữ nguyên đó nha. Giữ nguyên hiện trường đó đi để tôi mở ra tôi mới biết được. Rồi bên đây đoán ra chưa? Anh em nào? Đoán anh này. Anh đó hả? Rồi giữ nguyên hiện trường nha. Tôi phạt cặp đôi này nè. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Tự suy nghĩ hình phạt cho đối phương đi. Chào em. Đâu? Em đón anh nào đưa cho anh coi. Dạ em đón anh này đúng không? Rồi bây giờ em thấy đúng không? Không, anh cũng ở một bên cạnh nhưng mà bên kia. Bên trái. Rồi bây giờ em đón cô nào em đưa cho cổ coi đi. Đúng không? Dạ đúng rồi, anh hay hiệp. Hay luôn hả? Dạ. Chị nhìn thì tưởng cô này vậy em. Sao anh đoán đúng hay vậy anh? Đoán đúng hay vậy? Sao anh đoán đúng hay vậy? Vậy là chị đúng rồi, đúng rồi. Thì anh, là em giữ nhất cơ đồng đáng. Anh cầm lên tay này nên anh đoán cô này luôn. Cô đó đâu có giữ nhất đâu. Em chọn đâu phải tiêu chí giữ nhất đúng không? Dạ thấy, em thấy cũng xinh. Bây giờ phạt cổ gì đây? Nhường phụ nữ để tự chọn. Tự chọn hình phạt cho mình đi. Dạ thôi mình để lần sau nếu mình có cơ hội mình sẽ phạt sao hết anh ha. Cái kiểu mà gian đó, bởi vậy là ế đó, thiệt tình. Thế là đó. Em chọn cách đấy khôn quá. Dạ mình chọn đi em. Cô này cũng không biết hát, phạt cổ hát một đoạn. Dạ em hát nếu mà dở quá. Cái đó mới gọi chơi là phạt. Rồi dạ. Hát dở phải chê chứ. Mời em. Cháu lên bà cho dù mau dao, cầu hương cháu quỳ cháu không khóc nhè. Thôi tặng hoa cổ đi. Cũng có cố gắng. À, anh có tặng hoa trái tim. Bộ hoa tặng em. Dạ rồi, em cảm thích. Ơn anh nha. Dạ em cũng có một món quà để tặng anh. Anh cảm ơn. Dạ rồi. Trẻ đó, 34 tuổi vậy là trẻ đó.
cảm giác đầu tiên của mình khi mở cánh cửa trái tim này ra? Hôm nay nhìn thấy anh qua khung tim này thì em có cảm nhận như thế nào? Em rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên? Sao dạ. ngạc nhiên vụ gì? Tại vì Sanh nhìn trong hình với lại ở ngoài stylist trong hình style hơn á chị. À, ở ngoài anh cũng style mà. Hai tại vô hình chị. Rồi gì nữa? Dạ em cũng không biết nói gì, bối rối quá. Em mãn hay không thỏa mãn? Theo em cảm nhận thì thấy được khoảng bao nhiêu, đáp ứng được khoảng bao nhiêu nhu cầu của em? Có một cái là anh không có thôi, là anh không biết hát thôi à. Còn những cái kia em thấy là phù hợp với em. Thì anh giới thiệu là điểm yếu của anh là hạn chế về văn nghệ mà. Dạ. Thì văn nghệ cũng cỡ em thôi, đâu có thằng nào tệ hơn em được. Dạ hát chắc cả làng bỏ trốn quá. Thôi được rồi, bây giờ sẽ tạo điều kiện thêm cho hai bạn trò chuyện riêng với nhau. Một chút xíu nữa chị Tường sẽ đi sâu hơn vào cái cuộc trò chuyện này. Mời hai bạn thưởng thức bồ câu quay nè, thịt nai tiêu đen sốt kem nè, tôm hoàng kim sốt chanh, cơm chiên thịt cua sốt cải. Wow, bốn món ăn hòa quyện ha, trưng bày rất là đẹp mắt thấy không. Bây giờ hai bạn vừa ăn trưa vừa trò chuyện với nhau, tâm sự tìm hiểu nha. Nhớ đừng để người ta chạy nha. Dần này lấy dây cột lại chị. Cột lại phải không? Rồi dạ. Để chị ra chị kiếm dây. Rồi mời hai bạn ăn trưa ngon miệng. Mời chị. Tự nhiên dạ, nha. Mời em. Dạ dạ. Ồ anh xuống với Bình Dương bao lâu rồi anh? Nói chung là đi xuống Bình Dương này thì anh cũng xuống về suốt. Dạ hả? Đi dài vậy hả? Và anh có hay lên ở, anh bây giờ đang ở đâu ở Bình Dương? Anh hiện tại anh ở chỗ Tân Uyên. Tân Uyên mà chỗ nào, xã nào? Ở Khánh Bình. Cây xăng Kim Hằng em biết không? Dạ biết. Biết cho đó. Cũng gần đó. Anh làm ở đó luôn hả? Công ty đó luôn hả? Công ty cách đó khoảng một cây. Mà anh làm ở đó lâu chưa? Làm đó cũng mới. Anh mới xuống mà. Mới xuống hả? À. Vậy hả? Còn em làm đó lâu chưa? Em làm đây cả chục, hơn cả chục năm rồi. Em quê ở đó luôn mà. Làm cũng gần nhà. Ủa vậy anh ở trọ đó hả? Ừ, trọ ở đó. Ủa mà anh học tiếng Hoa đó khó không? Tiếng Hoa thì nói chung nói thì cũng không khó lắm. Nói thôi chứ có viết không? Viết anh viết được một ít. Anh phiên dịch luôn không? Phiên dịch ở xưởng, đa số là nói nhiều. Ủa chủ quản của anh cũng là người Trung Quốc luôn? À, chủ quản thì người Đài Loan. Em chắc nấu cơm ngon nhỉ? Dạ nãy em nói là em nấu cho miếng luộc thôi anh. Mà luộc thì tốt cho sức khỏe lắm á. Không có ăn nhiều dầu mỡ. Hôm nào nấu anh ăn bữa. Anh chịu ăn đồ luộc không? Anh nghĩ là em nấu chắc là ngon. Anh nghĩ thôi chứ anh sẽ hết hồn á. Không, nhiều người thường người ta bảo nấu không ngon nhưng mà thật ra là rất là ngon á. Không có đâu anh, ngược lại đó. Em có sao là em nói vậy á. Em người thật thà mà. Món luộc là món chính á. Nhưng mà khoản này anh không tin vội được. Không tin nổi hả? Không tin vội. Sao anh không tin tưởng em gì hết vậy? Thì em phải chứng minh đi. Vậy bữa nào đi, em luộc cho anh ăn. Ăn ngon rồi. Đồ ăn ngon không? Dạ ngon chị. Dạ ngon. Mà lo tâm sự nhiều hơn lo ăn đúng không? Cái cơ hội bữa nay mà đừng bỏ chạy mà chị. À nãy giờ có buộc được chưa? Chị đi kiếm hoài luôn mà không ra sợi dây. Vậy chắc bích cửa quá chị. À, mình lại cửa. Mình đóng cửa đi. À đóng cửa ra luôn hả? Dạ. Sao cô gái dễ thương vậy mà bữa giờ đó giờ 3-4 năm không ai phát hiện ra ta. Không phải đóng cửa đâu em. Anh có đi đâu đâu mà đóng cửa. Sợ anh chạy đó. Không chạy đâu. Gần nhau quá mà tiện giờ mình tìm hiểu nhau kỹ hơn xíu. Ủa mà sao em lại là biết tiếng Hoa? Em học tiếng Hoa từ khi nào? Em có học xong rồi em lại đi xuất khẩu lao động Đài Loan với Singapore. Đi được bao lâu? Qua Đài Loan 6 năm. Xong về xuống Sài Gòn, Bình Dương làm rồi lại về lại đi Singapore. À, rồi đã đi Singapore bao lâu? Singapore em đi được có hơn một năm. Có biết tiếng Anh không? Tiếng Anh thì biết sơ sơ thôi. Chà, về cũng phải có mới vốn mà nha. Giờ đủ điều kiện lấy vợ chưa? Mấy năm đi bên kia thì em về gửi tiền về thì cho bố mẹ xây nhà cửa, mua đất đồ. Có nhà cửa, có đất nữa hả? Giờ thì nói chung em chưa có gì. Chưa có gì, có nhà cửa cho bố mẹ là báo. Vì em đang ở Bình Dương mà. Ừ, lo cho mẹ, ba mẹ xong xuôi rồi mình mới có tập trung vô mình lo cho vợ con. Nhưng mà như vậy thì bây giờ nếu lấy vợ thì sao ở đâu? Nói chung em cũng vẫn muốn làm ở Bình Dương này. Nếu sau này bố mẹ em già có lẽ em sẽ về quê. Về Gia Lai. Yeah.
cái chuyện già còn xa lắm. Đương nhiên vợ em ở với em tới đó rồi, đương nhiên phải đi theo em rồi. 6 năm trời ở bên nước ngoài có quen bạn gái bên đâu? Dạ, 6 năm bên đó cũng có quen một cô quê ở ngoài Hà Nội. Rồi sao? Nhưng mà sau em bị đá. Ủa sao nãy lúc hỏi tình duyên không kể vụ đó? Dạ, em nói tình duyên em lận đận. Lận đận trong đó có vụ đá trong á. Thí dụ giờ cô bắt rễ được không? Em không thích ở rễ. Sao vậy? Ba mẹ ở vợ gần, cưng lắm luôn. Ở gần thì được luôn. Nhưng mà em không thích ở rễ. Thật sự ra mình có những mối quan hệ bạn bè mà nhiều khi về cái ví dụ ở với bố mẹ thì bố mẹ lớn tuổi nó sẽ không được thoải mái lắm. Anh vậy ở kế được không ạ? Ở kế thì được. Ở, kế ở gần là được. Dạ, với cả anh với bố không mẹ ở anh chung thì nhưng cũng, mà ở kế à? Anh cũng không muốn ở chung. Năm mai mốt có về Gia Lai cũng không ở chung. Ý là mình ở gần thôi. Ở gần thôi. Cho nó chăm có sóc, một sớm cái hơn thì được. Hai vợ chồng có trẻ mà có cái không khí nó khác. Chị thấy cái mặt em cũng có vẻ thích không gian riêng hơn đúng không? À, trên tay chị là những cái yêu cầu của chương trình giúp cho hai bạn có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn hoặc là có gì đó qua lại cho nó vui vui. Bóc một lá đi rồi đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Xin phép nắm tay người đối diện và nói cảm nhận. Xin phép em cho anh nắm tay em cả. Nắm dạ, tay được. Nó khác bắt tay nha. Nắm tay nó khác thế bắt để tay. Anh nắm lại hả? Em thả ra anh nắm lại. Sao anh run vậy anh? Run hả? Anh không càng biết làm lại không anh? Cô nói quá ta chạy bây giờ. Im lặng và cảm nhận nè. Nhìn nhau 30 giây nè. Nói thật đi anh. Thấy anh run hả? Anh thấy bình thường mà. Vậy anh nói thật đi. Cảm nhận về anh như nào? Thấy nó rất là ấm áp. Còn em? Sao em thấy anh run và anh lạnh lắm chị? Chị cầm tay em gầy xem. Đúng không? Tay này, tay này bị hơi bị phong thấp, hơi ướt ướt nên nó lạnh. Chứ không phải run, dù khi cái tay ta vậy á, dù khi là ăn giò gà nhiều quá. Đúng rồi, tay hơi lạnh thiệt. Phải hơi lạnh. Rồi, mời em. Yêu cầu hai bạn ôm nhau trong 30 giây rồi nói cảm nhận. Trời, cái cặp này sướng quá trời, gì nắm tay rồi ôm nhau quá trời cái này kể xấu nhau rồi không bóc. Chứ nè, đọc cho kỹ, không phải là cài hàng ôm nhau nắm tay đâu nha. Mà tại hai người là có duyên đó, có sự va chạm. Rồi mời bạn trai qua đây đi, chứ không lẽ để bạn gái qua đây cũng kỳ. Ôm nhau 30 giây, ôm nhau nha. Hiểu cái từ ôm nhau không? Mình là có kinh nghiệm nè, ta chưa có được trai đụng vô bao giờ. Em chưa biết gì hết. Đó. Vậy gì sao? Vậy? Sao? Ôm nhau mà trời ơi. Không, nghĩ là để cái này là bên phần bạn nữ mà. Nên để cho bạn ấy thực hiện. À. Còn giờ em sang và ôm là em không? Em là người ôm em, không? Ừ, kệ đi em. 30 giây cảm nhận. Đủ 30 giây chưa chị? Chưa, sát vô, bớt nói. Tôi không có nhìn đâu. Ôm chặt chặt đi. Được gì chưa? Dạ rồi. Dạ ai rung? Dạ nãy anh rung mà giờ em rung. Anh ấm hơn lúc cầm tay chị ơi. À, người anh ấm, tay dạ, anh lạnh. Dạ đúng rồi. Tay anh lạnh nhưng người anh ấm. Em thấy tim em đập rung quá. Vô đây bắt nhịp tim coi. Bình thường không chị? Hy vọng lần tới tôi bắt nhịp của em là nó có hai nhịp đập. Hiểu không, hiểu không? Dạ hiểu. Hiểu rồi, trời ơi, 34 tuổi sao không hiểu được. Em cảm nhận sao với cái ôm của cô gái này? Nói chung là em cảm thấy rất là vui, rất hạnh phúc. Thật ra chị Tường giỡn để cho hai em vui á, để cho thoải mái. Thật ra đó là những cái mà chương trình cũng muốn tạo điều kiện để cho hai em có những cái trao đổi, có những cái tiếp xúc để mình cảm nhận được nhau. Bởi vì sau cái ôm này là đến cái thời khắc quan trọng nhất. Thật sự có rung động thì mới bấm nút. Không phải bấm nút về lịch sự. Bấm nút là để mình tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, để mình tìm hiểu và tiến tới lâu dài. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Hai bạn đều bấm rất chậm, nhưng mà cùng một nhịp. Thường ta bấm hấp tấp lắm, 1, 2, 2 rưỡi là bấm rồi, 3 rồi làm tôi hơi bị thót tim, không thấy ai bấm cả. Nhưng mà hai cái tiếng bấm cùng nhau hòa chung một cái nhịp, đây có lẽ là tín hiệu mừng chăng. Chúc mừng hai bạn. Mời hai bạn qua đứng bên đây. Trước tiên là nắm tay nhau, tặng cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp gỡ tại chương trình Hẹn Hôm Trưa.
Anh xin phép. Dạ rồi. Trời ơi, nụ hôn mà nó nồng nàn, nó nhìn trời ơi, nó dễ thương gì đâu luôn á. Gửi tặng đây, cầm đi, nắm tay vẫn cứ nắm. Gửi tặng hai bạn vé xem phim của chương trình. Hai bạn hãy đến xem phim tại cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Sống có trách nhiệm, cầu tiến trong cuộc sống, chuyện lời ít nói, cũng hơi nghiêm túc. Quen nhau thì phải có sự tin tưởng, hy sinh, chia sẻ với nhau. Có trách nhiệm với gia đình, có tí xíu lãng mạn để cho cuộc sống nó vui hơn. Bây giờ anh trai thì đã ngồi vào ghế của mình rồi, chờ đợi khá lâu. Việc còn lại là Cát Tường sẽ ra và đưa bạn gái của anh ấy vào. Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện nha. Rồi, mời em gái ngồi vô đây. Rồi, xin mời hai bạn cởi mặt nạ ra. Chị tháo cho. Ui dồi. Ok. Rồi. Dạ em chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1991. Hiện tại em sống ở quận Thủ Đức. 1991 là bao nhiêu tuổi? Dạ 28. Nhỏ dữ vậy. Rồi, ở Thủ Đức. Dạ. Hiện tại thì em đang làm việc tại khu chế xuất Linh Trung 2. Công việc của em là nhân viên văn phòng. Quê mình ở đâu? Dạ quê em cũng ở Thủ Đức luôn. Quê Thủ Đức luôn. Dạ hiện tại thì em sống chung với bố mẹ. Nhà đông anh chị em không? Chỉ có một chị gái. Chị em thì cũng đã lập gia đình và hiện sống ở bên chồng là ở Dĩ An. Bây giờ mình ở sống với ba mẹ thôi phải không? Dạ. Rồi mời em gái. Dạ kính chào chị Cát Tường, chào bạn bên. Em xin tự giới thiệu, em tên Trần Thị Kiều My, hôm nay 29 tuổi. À, bên 29, nay 28. Hay quá. Rồi, dạ, quê em ở Khánh Hòa. Em làm về luật ở quận 1. Mình ở đây với ai? Em ở với anh chị em. Có mua nhà trong này chưa hay là mình dạ, đang chưa, ở trọ? Chị. Em ở thuê. Mấy anh chị em ở chung mà đi thuê nhà ở luôn. Dạ. Phụ nữ không cần mua nhà, dọn qua nhà anh chồng ở luôn cho nó lẹ. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, sống có trách nhiệm, cầu tiến trong cuộc sống, hay giúp đỡ mọi người. Nhược điểm của em là khá là kiệm lời ít nói. Cũng hơi nghiêm túc. Nói chung là nghiêm túc là tốt chứ, nghiêm túc sao khuyết điểm được. Nghiêm túc quá nên cũng không biết tán gái đó chị. Đó là khuyết điểm của em. Rồi gì nữa? Vậy hết à? Hết chưa? Hết rồi chị. Xạo. Còn nữa, có những tật xấu gì không, kể ra hết. Tật xấu của em thì em ít nói với người khác biết lắm. Nhưng mà tại vì hôm nay có chị Cát Tường thì em cũng khai thiệt. Khai đi. Em ăn thì chậm. Giống như là một bàn tiệc á, người ta ăn không hết trơn rồi, em thì vẫn còn ăn, chưa có xong. Tại vì hồi lúc nhỏ đó, em bị chê là béo phì. Cái từ lúc đó là giống như là em tự dặn lòng á, là mỗi khi ăn á, mình phải ăn chậm nhai kỹ.
giống như là ăn như vậy á, cảm giác là nó sẽ không có tham ham ăn nữa, không muốn ăn nữa, là nó sẽ no rồi mình cũng giảm cân, không có béo phì nữa, đỡ bị mấy đứa bạn nó chọc. Rồi bây giờ là túm lại ăn một bữa ăn là mất một thời gian bao lâu? Chắc thì cũng 30 phút. Thôi cũng chưa đến nỗi nào. Ăn xong vợ cứ đi ngủ trước đi, từ từ anh ngủ sau, anh ăn sau anh dọn dẹp. Ngoài cái đó ra còn gì lâu nữa không? Về tắm. Tắm cũng lâu nữa. Mà tắm bao lâu? Thường thì em tắm cũng cỡ nửa tiếng. Tôi làm gì chổng mà nửa tiếng đồng hồ, tôi tắm có 5 phút tôi ra rồi. Sau một ngày mà làm việc vất vả đó chị, cái thời gian mà tắm á, em dành để giống như là em chiêm nghiệm về cái một ngày làm việc của mình. Trời ơi, chứ sao không ra ngoài giường nằm rồi chiêm nghiệm cho nó khỏe, mà ở trong buồng tắm đứng mà chiêm nghiệm chi vậy trời? Vậy nó mới thú vị chị. Hay quá ha. Vừa đứng nước vừa xả vừa chiêm nghiệm hả? Dạ. Tốn nước dữ vậy. Thỉnh thoảng em cũng ngân nghe vài câu hát giống như xả stress đó chị. Đứng mát ha, thoải mái, hát rồi xả nước nữa ha. Dạ. Vậy thấy cái đó cũng ok, hợp lý. Cần thay đổi không em hay là kệ anh đi? Dạ thì tạm thời em thấy chắc chưa cần. Thôi bữa nào đưa vợ đi đẻ thôi, ở dơ đi nha. Đưa vợ đi đẻ vô tắm nữa, vợ đẻ rớt à. Dạ. Nha. Thế còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Thì em là một người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn dọn dẹp nhà. Em cũng hơi nóng tính tí xíu và cũng hơi thẳng tính. Còn tình trường thì sao? Dạ tình trường thì em có một mối quen 6 tháng. Mà đó giờ một mối một? Dạ. Lâu mau rồi? Dạ cách đây 2 năm. Để tìm hiểu mà sau đó em thấy không hợp là... Không hợp chỗ nào? Quen nhau 6 tháng em tên anh ấy em không có cái cảm xúc thoải mái, không có rung động nữa. Thì em nghĩ hai người không hợp nữa nên em chia tay. Vậy là cũng chưa có kinh nghiệm gì trong tình trường nhiều. Những cái quyến luyến nhớ nhung kỷ niệm thì cũng chưa nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, thế còn em tình trường mình sao? Tình trường em cũng dữ dội lắm chị. Dữ dội lắm hả? Ba mối tình nhưng mà đơn phương không à. Đơn phương là sao? Mối tình đầu tiên thì cấp 3. Cái mối tình nó giấu kín, em không có nói cho bạn đó biết. Thì chỉ là bạn thân thôi. Cái qua tới đại học thì em cũng quen bạn này ở miền Trung á. Em cũng dễ thương. Có nói người ta biết không? Có, lần này là có lần nói. Có nói. Phản ứng ta sao? Nhưng mà thật sự là tại vì bạn đó cũng có quen với một người bạn trai trước em. Bạn ấy chỉ coi em như là bạn thôi. Gần đây thì em cũng có quen với một cái bạn trong công ty của em. Em thì cũng có nhắn tin. Ví dụ thì em cũng có nhắn tin hẹn bạn đó đi uống cà phê uống nước gì đó. Có nhắn tin hẹn cà phê uống nước. Dạ. Mà nhắn tin có lãng mạn, có tình cảm chống không? Em thì hỏi mấy câu mà cơ bản á chị. Ví dụ em đang làm gì đó hay là em ăn cơm chưa, em tắm chưa. Tắm chưa nữa, ăn cơm chưa là tắm chưa nữa. Chứ không có nói anh thích em, anh mến em gì, em dễ thương gì, có khi nào nói vậy chưa? Chưa chị. Vậy là thua rồi, bởi vậy hèn chi ba mối tình đơn phương mỏng đúc kinh nghiệm. Thế giờ thời buổi gì rồi, ta đánh nhanh rút gọn, em cứ ăn cơm trưa, gặp chị mà ai cứ hỏi gì hoài chị bực mình cho nó chi vậy, hỏi hoài vậy. Ví dụ như là em hôm nay làm mệt không? Làm chung thì anh không công cơ quan, ví dụ anh không có cơ hội tiếp xúc nhiều nhưng mà anh hay để rất là quan tâm em vậy đó. Anh thấy em rất là dễ thương, mình có cơ hội gì không? Ví dụ phải vô vấn đề. Cứ ngày nào ông ăn trưa với tắm trưa chi vậy, đủ quá tắm chung hả? Hèn chi, thiệt mệt ghê. Em cũng rút ra kinh nghiệm là phải tấn công. Đúng. Như chị Cát Tường chia sẻ đó. Lần này tấn công nha. Dạ. Một hồi mở cửa trái tim lên mà thấy mà vừa ý mình là phải tấn công nha. Dạ. Được không? Dạ được. Vậy là cũng chưa có kinh nghiệm trong tình yêu luôn. Chưa chị. Có hôn nhau chưa? Chưa có cơ hội. Thôi bây giờ mình lớn hơn người ta 1 tuổi, mình phải chỉ người ta nha. Được không? Kinh nghiệm em cũng ít ỏi lắm. Kệ, có hai người ít với nhau cho nó vui. Dạ. Vậy thôi hai đứa mình cứ làm mới là coi như mình học tập nhau lẫn nhau từ đầu đi. Thôi được rồi, bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ thì không hút thuốc. Không hút thuốc, có hút thuốc không? Không chị. Rồi yên tâm. Không quá gia trưởng. Dạ không, em không gia trưởng. Không gia trưởng. Dạ, quen nhau thì phải có sự tin tưởng, hy sinh và chia sẻ với nhau. Có trách nhiệm với gia đình và có tí xíu lãng mạn để cho cuộc sống nó vui hơn. Được không? Đạt được nhiều phần trăm tiêu chí của cổ? Em nghĩ là cũng 95 luôn á. Trời ơi, tự tin với 95 luôn. Thôi kệ, cứ cho tự tin đi. Thế còn em, mong muốn tìm người bạn gái như thế nào? Mẫu bạn gái của em là một bạn nữ dễ thương, dịu dàng, đầm thắm. Khi mà yêu nhau thì hai người cần phải chân thành, tôn trọng, quan tâm chia sẻ lẫn nhau. Nó đơn giản hả chị? Đơn giản lắm. Chọn người không có đơn giản chút nào. Lựa đi. Trong số những cô gái ấy có cô gái ngồi bên đây. Chọn đúng
gả luôn. Chọn sai còn nhiều gian nan lắm, chắc tình đơn phương quá. Cho anh một cái gợi ý coi nè. Em cũng hơi nhỏ con. Hơi nhỏ con. Rồi anh có gợi ý gì cho cổ không? Em thì cũng bị cận, với lại cũng người đó cũng không có cân đối, không có mập lắm. Người cân đối, bị cận, rồi kiếm đi em. Đang suy nghĩ giữa hai người đây. Nên em nghĩ đây, bị cận. Okay. Rồi, đâu, chỉ vô. Anh có chọn mà. Người ta nói cân đối rồi, không nghe hả? Thân hình cân đối đó em. Dạ, đây, đây. Chắc chưa? Giữ nguyên hiện trường, bên đây. Em nghĩ theo gợi ý của bạn nữ thì em nghĩ bạn nữ là bạn này. Hay quá. Trời ơi, chuyến này đám cưới sớm rồi. Hai bạn ơi, chúng ta sẽ mở cửa để tìm ra nha. Mình giữ nguyên hiện trường, tấm hình mình mới chỉ nha. Để mở cửa ra, chúng ta đoán, chúng ta nhìn xem nhận cái cảm nhận chúng ta đầu tiên có đúng hay không. Cặp này tôi gả liền tay luôn nè. Chưa có kinh nghiệm tình yêu, hai bạn yêu nhau nó vui lắm. Một, hai, ba, mở cửa trái tim. Rồi, đúng không cưng? Dạ đúng. Em gái là mém sai nha. Em mém. Cũng đúng á chị. Thì em đúng, em là quá xuất sắc luôn, chị dạ. Đúng liền luôn á dạ. Trong khi quá trời cô vậy mà em chỉ đúng hay thiệt. Hôm nay tới chương trình anh cũng có hai món quà nhỏ tặng em. Sống đơn giản cho mình thanh thản. Thì anh mong là khi em mệt mỏi căng thẳng đọc sách thì em có thể xả bớt stress phần nào. Còn món quà nhỏ thứ hai anh chuẩn bị là một cái thỏi son. Anh mong muốn cái món quà thỏi son này á thì em lúc nào cũng tươi tắn, xinh xắn khi mà bước ra ngoài đường hoặc là tới tham dự các buổi tiệc, đám cưới. Ủa bình thường đi chơi với anh cũng thoa son được mà. Trời ơi, son còn quy định đám cưới mới thoa được nữa. Thì hôm nay gặp nhau cũng là duyên. Là em cũng có món quà tặng anh, cái ví. Tại sao lại tặng anh ấy cái ví? Dạ thì em cũng mong là nếu mà em gặp tương lai, gặp người chồng có thể biết kiếm tiền và đưa cái ví cho em. Ghê lắm, ý nghĩ nó ghê luôn. Rồi bây giờ khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận của hai bạn khi mà mới gặp mặt nhau lần đầu tiên như thế nào? Em thấy bạn nữ rất là dễ thương, xinh xắn. Cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Thấy anh chững chạc. Nói chung là bạn anh nói anh già không á, cái mặt nó nói già chát à. Hồi nãy bịch cái mặt nạ lại gì nè, tôi dòm tôi tính kêu bạn anh thấy cái trái ngạnh sao ấn tượng nè. Dạ không ấn tượng chị. Ấn tượng á, em có thích mấy người vậy không, trán cao vậy không? Dạ trán em cũng hơi cao nè. Hai người có vẻ hợp ha. Hợp với chị. Hợp. Rồi bây giờ thì Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn ngon của nhà hàng Mận Đỏ nha. Mời hai bạn thưởng thức bữa cơm thật là ngon miệng. Cá hú kho tộ với canh chua tôm. Đây là những món thuần Việt tại nhà hàng Mận Đỏ, cũng không kém những nhà hàng thuần Việt khác. Nhất là tất cả chén dĩa làm ra từ men Bát Tràng, mang in ấn đặc biệt của quả mận nha quý vị nha. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức ha. Đây là một món cơm cá hú kho tộ với lại là canh chua tôm rất là hấp dẫn. Nhưng mà vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại tìm hiểu kỹ một chút xíu về nguyện vọng, rồi về tương lai, về quan điểm hôn nhân, tình yêu, gia đình. Tự tin lên nha, cơ hội lần này là không có cái vụ đơn phương nữa nha. Dạ, rồi thật. Cố gắng lên em. Mời em. Dạ, mời anh. Anh có quan điểm như thế nào về hôn nhân? Theo anh thì hôn nhân rất là thiêng liêng. Anh nghĩ là khi yêu nhau thì mình cần chung thủy, không có lăng nhăng, chia sẻ thông cảm lẫn nhau trong cuộc sống hoặc công việc. Em cũng vậy đó. Nói chung là khi mà hai người đến với nhau là phải có sự hy sinh và chia sẻ và tin tưởng nhau nữa. Anh có biết làm việc nhà không? Có chứ. Ở nhà thì anh ở chung với bố mẹ đó. Anh cũng hay giúp mẹ những cái công việc lặt vặt, quét nhà, giặt đồ, rửa chén. Nấu ăn thì thật sự anh không có nấu ăn ngon, nhưng mà anh sẽ vì người mình yêu học nấu ăn. Anh có thích chơi thể thao không? Lúc trước thì anh cũng có tập gym, nhưng mà anh tập thì có thể là không có đúng bài bản á. Nên càng tập nó càng teo. Dạ. Nên anh cũng nghỉ rồi. Nên bây giờ thì anh thường buổi sáng chạy đi bộ khoảng nửa tiếng, xong rồi về nhà thay đồ đi làm.
Em có thích môn thể thao gì không? Hồi xưa em chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Bóng đá luôn. Wow. Hồi nhỏ chơi bóng đá nhưng mà đại học á thì em có chơi bóng chuyền, rồi cầu lông. Anh có kế hoạch mà khi mà cưới nhau á thì mình sẽ ở đâu không? Thì hiện tại á là anh ở Thủ Đức, từ nhỏ cho tới lớn là anh ở Thủ Đức. Nói chung là nhà cửa cũng tiện nghi. Thì nếu mà chúng ta quen nhau thấy hợp thì mình sẽ ở đây, ở Thủ Đức chung với ba mẹ. Đúng rồi, thì ba mẹ anh cũng dễ ở chung, nhưng mà em có thể không làm dâu. Dạ. Thì chị anh thì cũng có chồng ở Dĩ An rồi. Anh thì ở hiện tại thì có ở chung với bố mẹ thôi. Nếu như mà phù hợp với nhau thì em nghĩ bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân? Em nghĩ em cũng già rồi chị. Già rồi. Thì ba em nói vậy giống như là em cũng xỉ nhục bạn gái vậy đó. Không, em già thiệt, bên ngoài em già thiệt. Đúng, em già hơn bạn gái thiệt. Dạ. Nếu mà nhanh nhất thì cỡ 3 tháng. Chuẩn bị mọi thứ chưa mà lẹ vậy, đám cưới gì mà quen nhau có 3 tháng cưới rồi. Nhà em thì cũng cũng sửa ở đây cũng 1-2 năm rồi. Công việc của em thì cũng ổn định rồi. Thì em chỉ còn tìm một nửa yêu thương của mình và tổ chức đám cưới với cô ấy. Bạn gái có chịu làm dâu không? Hồi nãy giờ em có hỏi bạn gái chưa? Thì bố mẹ em cũng dễ chịu, cũng có tuổi rồi. Thì cũng chỉ cần có con dâu hiền, biết tôn trọng bố mẹ, quan tâm chồng con là được. Bây giờ chị chia sẻ với em nè, khi chị ra ngoài tụi em đang ăn cơm tâm sự ở đây, chị thấy là hôm nay bạn trai đi là có dẫn ba đi theo. Bây giờ chị sẽ mời bác trai vào để mình cũng cơ hội mình gặp mặt một xíu, để cho bác trai cũng có thể có vài ý kiến trong cái buổi nói chuyện của tụi em ngày hôm nay ha. Dạ con mời bác vô trong này ạ. Chào MC Cát Tường xinh đẹp. Dạ chào bác. Chào quý vị khán giả đang xem đài. Dạ. Tôi là ba của cháu Linh. Dạ. Bác cũng nhận xét về cháu thì thấy cũng dễ thương. Cháu với con của bác mà thấy thích hợp bấm nút cho nhau cơ hội, nếu mà thấy hợp với nhau thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà con nghe nói là cứ như giờ em Linh đi đâu là bác cũng đi theo hết trơn, bác chăm sóc. Dạ không phải đó. Không phải là Linh thì nó ít có đi chơi. Dạ. Đi cũng như ủng hộ tinh thần cho con, thích lệ tinh thần cho con. Thế bác có đặt ra tiêu chí con dâu mình phải là người như thế nào không bác? Thì tiêu chí thì tôi cũng không mong gì hơn là ngoan hảo hiền, biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với ông bà người lớn tuổi. Hôm nay con cũng rất vui được gặp bác. Thì con cũng cái quan điểm của con á là khi mà mình đối xử tốt với cha mẹ chồng á thì cha mẹ cũng sẽ thương lại mình. Nên là con cũng mong là nếu mà tụi con có thể tiến được thì con sẽ trước mắt là hai con cho nhau cơ hội. Dạ. Bấm nút. Dạ. Bác chỉ muốn vậy thôi. Rồi bây giờ con mời bác ra ngoài để theo dõi tiếp câu chuyện có hai bạn có bấm nút hẹn hò với nhau không bác nha. Dạ con chúc bác sức khỏe. Cảm ơn bác ạ. Rồi ngồi xuống hai bạn, chúng ta tiếp tục câu chuyện của mình nha. Đó, bác trai là đồng ý rồi, cứ mong hai con cho cơ hội thôi. Bây giờ hai con cho cô Tường các cơ hội nha, hai con bốc thăm đi nè. Rồi, đọc lớn yêu cầu trong này. Tỏ tình đối phương thật lãng mạn, liên quan đến một bữa cơm, không đạt bị phạt ôm. Qua qua đứng kế bển đi, rồi muốn tỏ tình gì đó tỏ tình. Em có chuẩn bị một bài thơ đó chị. Rồi. Mà không có liên quan tới cơm được không? Thì em nói sau đó dẫn dắt vô bài thơ xong, miễn có vừa xong mà kết thúc bài thơ em nói gì mà có liên quan tới cơm là được. Hiểu không? Dạ. Rồi qua bên đây. Đứng kế bên này, đứng bên này. Rồi qua đi rồi đứng bên đây nè. Đứng chỗ ba đứng hồi nãy đó, sát cổ. Rồi. Có khi nào mình em ngồi cũng được, nhưng mà em cho anh nắm tay cái cho nó tình cảm đọc thơ coi, chứ anh đứng anh bỏ tay vô quần kỳ quá. Đó. Chân thành lên nhìn cổ nha. Nhận được tin của chương trình, anh đây nghĩ ngợi một mình linh tinh, nghĩ về em, vóc dáng và tính tình là người tha thước dịu dàng xinh xinh, nghĩ về em cô gái chung tình là người con gái hữu hình anh yêu. Riêng anh nói ít làm nhiều, là người cầu tiến, mục tiêu rõ ràng, sống có trách nhiệm đàng hoàng, không hút thuốc nhậu nhẹt lăng nhăng. Mong em hiểu được lòng anh. Chúng mình cùng xây đắp mộng lành,
Thơ anh không hoa lá cành, nhưng mà tình cảm chân tình của anh đến đây từ sớm chờ em. Thật sự bây giờ anh cũng rất đói. Nếu được xong chương trình, chúng mình cùng dắt tay đi ăn một bữa linh đình. Trời ơi, hay quá, hay quá. Mặc dù không có chữ cơm nhưng mà có ăn một bữa linh đình là được rồi, là có ăn cơm. Yeah. Hay quá em ơi, chị bất ngờ với em quá. Thơ tới đó hết rồi mà tôi nhìn ổng, ổng còn ráng rặn thêm mấy câu thơ cuối mà vô được cái bụng. Tại em hát chưa có từ cơm á chị. Đúng rồi, nhưng mà hay rồi. Em ráng xuất sắc, xuất sắc rồi. Được rồi, về chỗ đi em. Cảm ơn chị. Trời ơi, cảm nhận của em như thế nào về bài thơ của ảnh em? Thơ này thơ ảnh làm. Yeah. Chứ không phải là thơ lụm lặt của người khác, cho nên nó mặc dù nó hơi tốc độ hơi chậm, ảnh tắm cũng chậm, ảnh ăn cũng chậm mà, nên đọc thơ cũng chậm nhưng mà đầy cảm xúc. Nhưng mà chị kết nhất là cuối, dẫn vô được cái đoạn cuối. Yeah. Đúng không em? Dạ. Yeah. Em cho mấy điểm nè? 9 điểm. 9 điểm, riêng bài thơ đó là 9 điểm, chị cho em 10 điểm luôn á. Rồi, cảm ơn chị. Trời ơi, quá xuất sắc. Bữa linh đình hay. Vậy là tôi biết thơ này thơ tự làm. Thử đặt biệt danh thật đáng yêu và ngọt ngào cho đối phương. Đặt một biệt danh gì? Nãy giờ anh dễ thương quá, em đặt cho anh cái biệt danh gì cơ nè? Khó nghĩ quá. Từ bình thường em ít đặt biệt danh cho ai lắm. Anh mới làm thơ tặng em xuất khẩu thành thơ đó, đặt cho anh cái biệt danh đi nè. Biệt danh đáng yêu và ngọt ngào. Rồi anh yêu được không chị? Trời ơi, giọng cái gì vậy, gì vậy? Rớt tim hả? Anh yêu được không? Được chị. Thôi quá ơi. Được luôn chị. Quá được luôn hả? Hợp lý. Trời ơi, bây giờ về dễ thương quá hai bạn ơi. Anh làm thơ hay quá, cho 9 điểm. Mình phải thưởng ảnh, khích lệ tinh thần trước khi đưa ra quyết định bấm nút. Cho anh yêu ôm cái. Hai bạn qua, mình ôm nhau 10 giây thôi, để kiểm tra mình có cảm xúc với nhau không, có cái nguồn điện gì qua nhau không, rồi chúng ta quyết định bấm nút hẹn hò. Bởi vì cái nút bấm này quan trọng lắm. Bấm là thật sự có tình cảm mới bấm, nếu không nó lỡ duyên của mình. Ai cũng lớn tuổi hết rồi. Mời bạn trai mạnh dạn lên, đây là cơ hội thưởng cho em bài thơ quá tuyệt vời. Em gái đứng ra ngoài này luôn. Rồi, hai bạn chúng ta có thể ôm nhau để mà truyền nhau một tí điện xem có cảm xúc hay không. Trực tiếp ôm nhau đi, đâu có vấn đề gì đâu. Đúng rồi. Ôm nhau chứ đâu phải cặp kè. Đúng rồi, ôm vô 10 giây. Cảm nhận. Được rồi hai bạn, về vị trí, không lẽ ôm hoài. Đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Cái nút bấm này là bấm nút hẹn hò, tìm hiểu, tiến tới hôn nhân. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. Ok, mời hai bạn. Nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian, đỏ rồi. Rồi, đứng lên, mời hai bạn qua bên đây. Bấm một lần thôi, bấm hai lần. Nắm tay nhau đi, bây giờ là nắm thiệt. Nắm này là nhắm của cặp đôi uyên ương nè. Chị Tường hy vọng là hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Một cặp đôi chưa có kinh nghiệm nhiều trong tình yêu sẽ có những cung bậc cảm xúc rất là lạ, rất là thú vị. Chị Tường mong rằng hai bạn sẽ có những cái tháng ngày rất là êm đềm, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc bên nhau. Yeah. Gửi tặng hai bạn đây là những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim City Box 212 Lý Chính Thắng. Chúng ta đến đây xem phim, tâm sự, tìm hiểu với nhau. Hai đứa cầm chung đi chứ còn đứa cầm vé nữa thiệt khổ ghê luôn á. Một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp mặt. Ôi, dễ thương quá hai bạn ơi. Chúc hai bạn sẽ nhanh báo tin vui cho chương trình nha. Quý vị ơi, hôm nay vui lắm quý vị ạ. À, Tường đã mai mối thành công, mà đặc biệt cặp đôi này là rất dễ thương. Hy vọng rằng là các bạn ấy sẽ đến được với nhau nhé. Và bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt thôi, hết thời lượng của chương trình rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nha. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.